Dạ em Bắc Bình xin chào tất cả anh chị nha. Bây giờ là cũng khoảng khuya rồi, bây giờ cũng 8 giờ 8 mấy tối rồi. Thì em đi ngang nhà của Cường, em đột nhập vô cây Cường nó làm gì các bạn anh chị. Dạ thằng này làm gì thêm mà son nồi nó bắt bắt nước rồi làm gì đây ta? Rồi nó luộc phục dịch. Nãy giờ nãy chưa ăn cơm ta. Rồi do búa tùm lum ở đây nè. Nó mất tiêu rồi. Con trốn lúc sao ha, coi nó làm gì ăn sao các bạn, đột nhập thử nửa đêm cái làm gì hả? Gì hả? Dập mất cái đồ, giờ này dập đồ mất nữa cái đồ luôn hả? Ba cái luộc ba cái hột vịt sợ nó ấy luôn lên chơi ngồi chơi luôn vịt nhậu gì không gì vịt lạc lại kho kho rượu rồi chiều chị bà chị bảy á dưới này nè chị bảy hến bả mần con heo 80 kg rồi đi trong một quý á, rồi về đây bả để trước nhà bả ghi miếng giấy đó thôi chị mà cái đồ đi đi đặng cho mềm mềm chứ đi lúc này đi không à, bỏ lại trong thùng bê này cho nó gọn. À, nhà không phụ nữ thấy mệt không? Ngồi chơi đi nha. Xịt mấy cái tưới nó không gài hai ba hà này không có tưới ba cái đầu nó chết mà. Ủa thịt thịt chị Bảy cho hay là nhỏ nào cho? Cái đó là chị Bảy rồi nhưng mà chị hàng xóm chia mà chưa có tính tiền. Có rượu vậy nó ăn chứ gì. Các anh chị thấy không? Cường giờ này 8 9 giờ tối mà còn tưới cây nữa nè. Cây chưa có không gài đi không. Thôi vậy lên trước đi. Cơm chưa? Nực quá trời. Cơm nước gì đâu nè, nồi hả? Còn đây chưa có ngâm, mới ngâm. Trời ơi. Đúng là nhà thiếu phụ nữ có khác ha. Cơm nước không ai lo đâu nữa. Thật quá. Nè, có đâu một cục thịt nè. Bỏ đây không biết nữa. Xách đèn cái nước, đèn nấu nước sẵn chút nó sôi làm luôn. Ủa vậy ta tính mình là luộc hột vịt hồi nhậu chứ. Nhậu gì đâu, cái hột vịt đang mà đập mở vô trước chục rồi chứ chưa mua hết hột vịt hôm nay đó. Hột vịt lúc này mắc quá. Quá trời hột vịt. Nói chung nó hơi cao. Cơm chưa? Chưa đâu, chưa nấu mà, nấu một chút chứ gì. À, giờ này chưa ăn cơm nữa. À, 7 mấy 8 giờ gần 8 giờ mà chưa ăn cơm nữa. Chưa ăn. Rồi bắt đầu cái ngồi kia đi, lấy cái đồ. Rồi rồi. Coi lấy cái gì ở nhà giờ này con làm gì nữa? Đặng mấy cái cục thịt nè. Các bạn thấy Cường không? Sống con mình vậy. Trời. Đa khó hiểu mà. Hay, hôm nay cũng đột nhập đột xuất là vô Cường cũng đang làm đồ ăn mình. Mày hấp cơm mày cái cơm đâu có ấy đâu. Cơm mày không mua ấy này đừng hồi bỏ nè. Đừng nói cơm ngày hôm qua nha. Nè nó nở rồi nè, này hồi ngâm bỏ luôn. Tội vô ăn Cường quá. Đây, vẫn sẵn việc là mình đột nhập vô giờ này là Cường cũng đang chuẩn bị làm đồ ăn. Này mình xem thử tay nghề của Cường nó làm như thế nào các bạn chị. Cái rồi mình lấy cái nước nó trộn quá thật vô. Cường đảm đang các anh chị. Đảm đang chứ có ai đâu làm. Miếng thịt để tới giờ này. Rồi. Miếng thịt một mình chắc ăn tháng không Cường? Mày khó rượu, mình khó rượu mà, cái này khó rượu. Mày khó rượu chắc ăn tháng không? Nghĩ sao một mình ăn cục thịt còn 3 kg mà. Ăn cái này chắc nấu để Tết ăn luôn quá. À, các anh chị thì Cường sống của mình đó, vậy, vậy đó các anh chị. À, các anh chị vào cái tiệm của Cường nè. Bề bộn dao búa gì nó bỏ tùm lum ở đây. Về làm được chút xíu gì đó mới ấy rồi cái cục nhớ là cục thịt nè. Chắc làm chứ. Không mà không nhớ rồi cái cục thịt này chắc mơ chắc đem dục luôn á. Đem dục luôn á. Cắt đại ra giờ có rượu chứ giờ làm gì đó đi mua chục hộp vịt bỏ vô
ăn bạn đi. Đấy, nhà không có phụ nữ nè. Ta nói nhà mà không có phụ nữ nhưng mà nhà không có nóc vậy đó. Đúng không Cường? Nhưng mà có cái mình cũng như mình quen rồi, chứ gặp hồi đó ở đây đó, chứ mình nói đây mà dụ như không có vợ chắc không biết sao nói, chắc đi ăn công tiệm suốt quá. Này nó có cái sườn này. Cái đó. Thấy căn tiệm của Cường giờ này nó còn bề bộn vậy nè. Chưa dọn dẹp gì trơn. Chưa đâu. Tối rồi còn này làm xong này lặn làm chút nữa mới được. Cái này nó có sườn này, chị bá lóc mà chiều kia bả ra lấy thịt bả chỉ á. Đây mình ăn cái thịt quá ăn lắm, nó như ông bào. Thích. Hồi nấu cơm nhiều ăn với anh Cường. Cho ăn được. Ok. Đúng. Cơm. Anh biết có chị phụ nữ nào mà đồng ý mà vô đây nấu cơm nấu nước cho Cường không nữa. Mà có người tự nhiên có người phụ nữ mà nói vô đây nấu cơm cho Cường ăn, Cường chịu không Cường? Cái đó là anh không chịu mình chứ làm gì có cái vụ đó. Không, nó thí dụ như là có người mà chịu vô đây á, tình nguyện mà vô đây nấu cơm cho Cường ăn á. Cường chấp nhận không? Ok liền á. Nói tới đó tự nhiên mắc cỡ quá. Tại nào gì chưa có nghĩ. Phải nghĩ rồi chứ. Cốt thịt này nó không ấy. Nó hơi ấy. Dao hành lộn bây giờ phải đi chung lại. Dao đó mà mài đá đó được hả? Được chứ. Đá này cũng dữ mà dao này cũng dao dữ, chứ không phải là dao này của một bạn nó làm ở bên Thái. Nó gửi về đây. Thì thường rồi. Thường thường do Thái nó có cái mài riêng mà. Có đồ vuốt gì đó. Vậy là nó ok đó. Đây, cái này nó bị nhầy nè. Nó bị cái chỗ này nó bị hơi bị nhầy. Mấy cái này cái go so bánh điệu trái kìa, chứ cái này mà hơi ăn nó cái này nè. Nó ăn mà kho đại đi, cái nào ăn được ăn. Cái nhà này có chó nè. Cái nào ấy cũng trộn cho nó ăn chung. Thì nói chung là khán giả đó giờ biết Cường thì cũng chưa thấy Cường tổ tài nấu ăn. Thì hôm nay là bất ngờ luôn, Bất Bình tới đây thì bất ngờ là tính phá Cường, nhưng mà không. Cường chiều đang làm đồ ăn nè. Chiều ăn đỡ có mì rồi tới giờ. Sẵn thì Bất Bình chia sẻ cái tài nấu nướng của Cường lên cho tất cả anh chị cùng xem luôn. Bây giờ mình luộc cái đó rồi xong xuôi cái mình lấy đó. Bạn nước nó luộc hột dẹp rồi. Luộc chắc nãy là tới cây chắc nó cũng chín rồi. Nhớt lại này ra luôn. Ngay lại. Lấy nước rồi trùng thịt luôn chứ nước này cũng. Không là biết tiếng tiết kiệm ghê không? Lấy nước luộc hột dịch cái trụng thịt luôn ha. Quá vậy Cường sống của mình với nhà cửa nó khang trang là phải rồi, tiết kiệm quá trời luôn. Này chắc ai mà ưng Cường chắc cũng diễm phúc lắm á ta. Hả Cường? Biết diễm phúc không à? Cường dùng nước luộc thịt để trụng, nước luộc hột vịt để trụng lại thịt nữa các anh chị. Biết nấu nướng chứ bộ giỡn nè. Trụng ta nhớ không trụng thì cái cục thịt của mình nửa nước nữa nó bị lền. Cái này cũng như mấy chị mấy anh rồi chỉ mình làm theo ở đây thôi, chứ còn mình làm của này mà như mình tại mình trụng khi sợ thịt nó cũ hoặc cái vụ đó cái gì ăn hạn. Kiểu như là khử mùi vậy phải không? Khử mùi thôi. Cho nó thấy thôi, chứ cái này cũng không có nóng rồi ta. Chứ lại không nóng bạn.
đây ra đây mà đổ ngoài này mới được. Đổ đây nó ấy. Đổ xa kìa. Buồn quá, cái này nói chung làm cái chung cũng có xiên gì đâu, tại vì mình làm mình ăn mà chứ giờ cũng có đâu có kêu ai được đâu làm. Mà ăn cơm tiệm á thì ăn nó không ăn đậm thôi. Cái này mà các anh chị không biết là nói Cường đang làm hồ đồ nhậu đó. Nó đã xong rồi đấy. Hả Cường? Hả? Cái này mà anh chị nào mà không biết là nói Cường đang làm đồ nhậu nè. Làm đại gì chứ, cái này mình làm mình ăn mà. Ừ. Đúng rồi, mình thì có mình một mình làm mình ăn thôi. Gắn kiếm hai mình đi. Rồi không biết nó làm gì mới lăn xăng ghê không. Này mày gửi rồi sau này có vợ chắc lăn xăng dữ, là vợ mà đi xanh chắc nó lăn xăng dữ lắm rồi. Tại vì con tẻ nó sát là hai miếng dao đó là sát người ta lấy nhà mấy lô vậy chứ. Rồi. Dạ. Hết thời gian là 10 giờ mình đâu có làm được. Nghĩ sao giờ này chưa ăn cơm. Đang nấu cơm à, gần 8 giờ các bạn mà đang nấu cơm ăn rồi còn làm mấy cái dao nữa. Trời ơi, là mấy cái dao này là đang chuẩn bị làm hả Cường? 4 cây này nè. Đúng, đúng. Trời ơi, chắc làm tới sáng quá. Đâu có chuyện gì, làm hồi nãy giờ làm món lòi vậy đó, cái đó còn xui nữa làm nổi. Đây Cường trang trí cái nhà phải giống quán phê không à, đèn xanh đèn đỏ lên nè. Có khi nào ai làm ở đây là quán cà phê lửa vô không Cường? làm hoài luôn hả? Trời ơi, làm hoài tại vì thấy đèn xanh đèn đỏ tao vô tao mua thuốc mua rượu đó, tính là cái quán đúng không? Đúng rồi. Đây. Nói chung là đã có mình thì mình tự mình tập mình làm mà chính là ăn chứ gì đâu. Giờ này là 8 giờ tối đó mà còn ngồi làm đồ ăn đây, không biết tới giờ nào được ăn cơm đây. Để mình xem cây Cường chế biến thức ăn như thế nào ha. Đó giờ cũng biết Cường cũng lâu đó mà chưa thấy Cường nấu ăn. Bữa nay là đột nhập vô là bất ngờ luôn á. Nấu này nó mới ăn mới lâu, thì mình vô leo đồ này nọ mình chấm thêm. Chứ nấu mỗi nấu như nhà người ta thì mình nấu không được. Tại vì nấu mỗi sáng nấu chiều nấu sáng nấu chiều nấu đổi món đó đổi không xiết, mình làm một mình thôi. Biết nấu cái giòm thì chắc biết nấu đồ ăn luôn, ớt tỏi rồi đầy đủ hết á. Nhà mình có thường có khách lại mà chơi nhậu nhẹt đồ thường không Cường? Cũng ít chứ mà bây giờ nói chung ai cũng lo làm hết trơn, ở đâu có ai nữa không, với khi nhiều khi muốn nhậu nhưng mà cũng nghịch giờ. Em biết là thấy làm đồ ăn mà sao dao mà bầm tỏi cạch tính đầu tay chuyên nghiệp chứ. Tập hồi chứ mẹ mất hồi bé mình sống thì tự lập tự ăn nấu chín ăn thì ngon dở là cũng mình biết, là... ngon dở cũng mình biết phải không? Ừ, mình thấy nó không được cho mình thì mình đổi thêm bớt gì đó. Ba tép không thấy, cầm tay không thấy. Mệt lắm, làm gì cũng mệt, làm đồ gà cũng mệt, làm cái này nói chung hầu như làm biến. Hiếm lắm. Nó lạc chứ cái môi trường mình sao. Vì cái chuyện là làm đồ ăn này hình như là các phái đàn ông là như không ai muốn làm. Đây là Cường làm vậy là cũng đỉnh lắm rồi đó. Bởi sao nhà có mình một không làm ai làm giờ.
Chắc cưới vợ giờ chắc làm đồ ăn cho vợ luôn không? Bình thường ví dụ như vợ chồng thì ôi, giặt đồ giặt bạc chuyện bình thường, tại vì ví dụ như vợ mình nó kẹt cái chuyện thì mình cũng phải làm thôi. Chứ mình cứ nạnh nó đâu có được. Theo mình nghĩ vậy nha, nói gì thì nó đụng chạm mấy anh em rồi này nọ, nói mình nói mình vậy. Không mà thật sự cũng là vậy mà, tại vì cũng thấy có nhiều người đàn ông là không khi nào vô bếp. Bầm ớt này không có bầm nhiều chứ, người ta thì bình thường ta bầm nhiều. Cường có con chó nãy mình vô nó không sủa rồi Cường. Không sủa. Hồi đó nó sủa dữ lắm đó chứ. Nó mày kìa. Cưng không? Đẻ rồi á, nó mới lớn đó, nó chó đó, nó có chú có mẹ nó, chó Phú Quốc lai mà, không biết giờ nó lai ra gì, ra chuột gì nhé. Còn mình đó hả? Đẻ 8 con, mà để dưới hang, nó móc lên muốn chết, con nó là còn nó, mình nó. Để dưới hang, mà tới chừng giờ, nó đẻ một bầy nữa là nó cũng để dưới hang luôn. Vậy sao? Nó đọc vậy đó, để dưới hang luôn. Là như chuột vậy hả? Ừ. Bình ngồi nó chơi nha, tôi ớt này cái. Đâu phải câu Cường chế biến như thế nào chứ. Thầm đổ vô rồi nó đi ớt đại vậy thế thôi, chứ gì đâu giờ đi vô lấy nước mắm luôn, mắc công cái nước mắm luôn á. Làm đại nước có gì đâu, mình dọn nhà với nhỏ luôn, làm sao cũng có gì. Mà lâu lâu đột xuất phát hiện Cường làm đồ ăn thì quay lên cho các chị phái nữ rồi xem Cường nó giỏi cỡ nào chứ. Sáng mà bé vừa giờ làm cho nó vừa săn nó bỏ đi. Chứ mà làm sơ phải không? Làm cho nó săn đi chứ giờ lu bu quá tối rồi, mấy vừa mấy đồ nó mệt quá. Chưa kho thịt mà đi mua vô leo rồi nè. Sợ tối á. Tối đóng cửa. Nước mắm rồi muối nè. Muối dặn chút muối nè. Tại vì mai vừa chặt có 3-2 cái mà kho cho sắt rồi chặt vô một cái mà. Kho riêu luôn. Đây. Vàng lại mấy người. Đây. Chưa tới Tết mà Cường đó là mua hay làm đây Cường? Nó Cường đó mua. Tính rồi nó làm rồi chứ. Mua ngoài bưu điện nha, bị lông á. Hôm qua đi gửi dao không hả? Đi gửi dao rồi sẵn rồi mua luôn. Đi dằn cho nó thấm thôi chứ. Ây da, chết rồi. Hả? Không có khi nào tôi, ông làm không được ngon thì thấy tôi đột nhập vô thì thấy đang làm bấm máy quay ông làm hơi quýu hay gì? Không có, thấy nhà cửa kìa, thấy nó mất mệt không? Đi đụng này đạp cái kia không? Thì, thấy mất mệt ha. Thì nhà nó không có phụ nữ là vậy đó. Kêu kiếm phụ nữ về để nhà phụ dọn dẹp đi không chịu. Vừa đằng trước chứ mà cái tối để này cũng để lên lò rèn nấu luôn, để gì nấu được cho nó săn lên rồi bỏ đi thì mai tính. Vậy là tiết kiệm than củi luôn phải không? Tại vì nấu ga nó hao chứ nó. Vậy chắc một năm chắc sàn bình ga không hết quá, phải có than lò rèn đó để nấu gì chứ để lên nó nấu luôn. Vậy bắt đại vậy là quốc là được rồi đó, nói chung chín ăn hả, mình không có nói tên luộc ăn được. Thì nó kho nó sắc từ từ lúc bệnh nào biết không, nó khá sắc từ từ thì nó ngon à. Cái gì ủa mà nấu than đá gì không sợ mau hư nồi hay không? Cái than này là phải than đá, than này than củi chắc thôi. Chắc nó không có khói đó, kiểu như than củi mà nó nằm dưới đất có không? Cái than này là cũng như cái than này, than ngố ta đốt rồi cũng như là đốt chặt cây rồi xong ta đốt đất lên ta đốt cháy lên lửa luôn. Cháy lửa luôn là cũng như thường thường mà khi hồi đó mình nhớ ông nội ông ngoại mình hồi đó là Tết mà mình nấu bánh tét đó. Nấu xong bánh tét chín rồi bắt đầu cái mình múc nước mình dội lên mình tắt đó là cái than cục đó nó còn là cái than thứ than này. Bởi vì nó lên nó không có nổ mà nó không có khói. Là than lò rèn. Chứ không phải than hầm mà. Chứ không phải loại như than hầm phải không? Không, không biết cái than đó. Cái than này nó làm nó vậy luôn á, là tức một có một thở tại vì lửa cây có một thở mà. Cái than hầm là cái than mình ở chợ hay nướng thịt rồi đó. Nó
hơi nó làm bằng than thôi, hơi nó làm đủ đúng không thôi. Cái đó thằng thằng củi nó đi hắt cho chính thôi, còn cái than mình đây là cái than này á, là tức là nó đốt nó qua lửa rồi. Thì người ta kêu, thường thường người ta kêu than đó là than, than hầm á. Ờ đúng rồi, than hầm. Còn than này là đốt rồi xong xuôi giặt tắt lấy ra luôn rồi thành than này. Chứ cũng than hầm đó nó biết, nếu mà củi mà thường thường ví dụ chung chung nó là hàm cũng ít chục ngày nửa tháng mới lấy ra mẻ nó, chứ đâu phải là chờ nó nguội đàng hoàng hết trơn, chứ đâu lắm nó lấy nước xịt cho nó nguội. Nó đang nóng vậy mà xịt cái rồi nó trả than hết trơn luôn. Có đợt á, mình nhớ lần nhỏ nó làm than ở ngoài ngoài lần lừa gạch mình đó, biết rồi biết rồi, đó là nó làm than hầm. Ừ rồi, biết giờ đâu làm bịch đàn đủ thứ. Rồi có một loại than nữa, có loại than nữa là cũng như là nó chôn dưới bùn á, nó là cái thời gian cái độ nó đem lên cái nó đốt đốt cái còn nguyên nguyên cây củi, đốt ra nó cháy đen thui cũng còn nguyên cây củi vậy đó. À, cái than đó là đó than tràm, mà tràm lâu năm mà cái dùng như cái dùng cà mau rồi đó. À, đúng rồi. Giá cà mau gì đó hồi đó có nghe nói chứ cái cây đó chưa, bây giờ mình chưa thấy. Đước là bằng đước rồi đó. Là cái cây đó ta kêu bằng như là kêu bằng than, nó kêu bằng than gì? Củi nó mới quên than đước. Than đước hả? Nhưng mà cái cây đó như hồi đó cái thời mà giặt đó, mình giặt đó. Rồi cái bỏ bơm bởi vậy nó gãi rồi cái đầu nó nằm dưới sình như vậy, cái sao phù sa nó lắp lên đó. Nó cháy thì sao đó mà đúng biết không. Rồi cái đầu cái đó thì nghe người lớn mình nghe tại lễ thôi chứ mình có biết không rằng, nhưng mà còn riêng cái than này thì nó khác. Ừ, mà cái than đó là mắc tiền lắm, than bùn đó đó than. Mà giờ cũng không thấy còn nữa. Chín này đi, giờ đường nó bán nó cũng tắt hết trơn, bây giờ cũng đổ đời nấu đường cũng không nấu được, làm bánh chín thôi, xăng đi mai tính học dệt này tối một chút lột ra luôn, lột mẻ ra đi chứ đứng làm gì đấy. Không không gì. Không chế gì cho miếng nước cho nó ấy thôi, nó khô không? Không? Đó, chờ nó thấm thì sao cái các bạn nữ thấy Cường nhà em nó đảm đang chưa? Thấy làm mà bắt trước mình làm. Thấy làm bắt trước làm hả? Tại học dịch này cũng mới nè. Cái học dịch này ấy, lột lớp mới nó không ra. Người ta lậu phục dịch không mẻ luôn à. Dầm dầm rồi nè, cho nó cái vỏ nó mềm nha, nó mềm. Thấy không? Lột phục dịch còn nguyên luôn. Ủa vậy luôn á hả? Làm vậy mới không mẻ hả? Chứ nó phục dịch này còn mới tinh nè, phục dịch này mua trong ổ này là xình, nó còn muốn dính này nè. Nó đẻ mới đẻ à. Mua cái này của người ta, dịch của người ta, nhà ăn hết, mình chia lại có một chục hộp qua hết rồi, 11 hộp mà để lại hộp rồi tính chiên ăn mì kìa, còn hộp ăn mì suốt kìa. Thì tối rồi kia làm, nói chung nào ngay có gì đâu ăn, không lẽ nửa đêm mà tiền thì cũng có đó mà mình giờ đó hủ tiếu cháo gì đâu nữa là còn mà ăn lấy lại có mì đó. Rồi cái cắt ra cắt đấm hẹ mình trồng đó, cắt đạn nấm bún gì đó, cái đầu rửa rồi mình làm mình ăn đại nó. Chung nhiều khi lắm lúc cũng ăn liếu láo cũng ngày này nó ăn cũng như nó không có ngày nào giống ngày nào hết á. Có khi ngày ăn quá tay không hết, rồi có ngày thì không có ăn nó. Nói chung là nhà trồng cũng đầy đủ rồi hả Cường, muốn ăn mì là có rau cái gác sẵn ngoài bếp luôn, ngoài vườn luôn hả? Rồi còn nó không còn phụ thuộc vào là có xiên hay không nữa kìa. Cao gác nhóc mà khi mình cũng có làm biến. À, Cường muốn chơi lan nữa hả? Ừ, chơi bằng cái bụi đó Quỳnh. Nó có đó, nó hai ngọng, nó ra được hai ngọng. Cây đó cũng lâu rồi đó, nó cây đó có trên 6 năm rồi, 6-7 năm rồi đó. Dưỡng nó cưng còn hơn tôi. Cưng nó còn hơn tôi.
chậu lan nó ra bông. Ủa cái đó đâu phải lan hả? Cái bông này trắng trắng nè. Lan á, hồ điệp. Lan hồ điệp, lan hồ điệp lá bự vậy hả? Ừ. Đó giờ không biết lan đó. Nó chiết ra cây con nó có cây chứ. À thấy. Nó có nhóc cây con nữa hay không? Tập chiết ra mà chiết nó không ổn. Bởi vậy trang trí cái cửa nhà thôi vậy, bởi tôi chạy ngang tính cái quán phải rồi. Đèn xanh đèn đỏ đầy đủ rồi đó. Rồi. Trời, cái hộp mình nó hơi ấy gì đi. Mà nó cái hộp mà nói chung nó muốn rửa rồi nó cũng dính đó nha. Đọc lắm. Vào thứ thời mà vợ bác Bình kêu bác Bình kho nồi thịt này chắc không được đâu, không phải là không được mà ăn không được á. Này để cho thấm đường đậu ngọt rồi đây xong xuôi rồi mai mình chế nước cho sơ sơ chút chưa, chút cái bác học dịch vô làm cho học dịch nó cũng như nó thấm đường nó còn ngọt đây cho nó thấm rồi phải không. Rồi xong mình úp lấy cái gỗ mình úp nó cho nó nguội xong xuôi mai tính tiếp chứ giờ không tính nổi, kiếm cái gì ăn đỡ gì chứ. Mày chờ mày kho cái này chừng nào ăn vậy chắc ăn mì nữa quá. Cái thêm nói chung là chiều đi mà nhà quý đâu rồi đâu có biết ở nhà bán mần heo đâu à, chứ phải biết thì ví dụ như mần sớm mần trễ gì đó khi bà trụng sẵn giùm được rồi, cái đó là bà chị giới số. Rồi cái hộp này sao kỳ vậy trời, dính dính chị. Khi nào nó chưa chín không? Không, có chín gần chết luôn, bỏ đây nãy giờ tưới cây làm sao vậy, đi ngâm một cái đồ giặt. Nãy thấy giặt bằng thùng bê không? Ờ, nãy thấy Cường giặt đồ bằng thùng bê nữa các anh chị. Nó là ngâm, chứ không giặt. Giặt thì ra mình, giặt thì ra thao, và cái thao đạp bể đi rồi. Bữa đi về, đi ra đạp té, hụt giò chổi bể nát rồi. Thì rồi, vậy cái ngâm thùng bê thì mình ngâm nó nếp xà bông hơn. Tại vì cái thao mình bỏ bố vậy mình đổ vô vụ 3 lớp 4 lít nước thì phải bỏ xà bông nhiều. Rồi cái thùng bê thì nó có nhiều đây, vượng của nó có 2 tấc rưỡi vậy thì mình đổ một chút chừng lít nước là ngâm đồ được rồi. Nó ngập nhiều hơn. Có cái thao giặt đồ nó cứ đi cũng đạp bể. Rồi các anh chị nào có thao giặt đồ gửi cho Cường xin cái các anh chị ơi. Mua 5 chục bán 5 ngàn. Không vậy cũng được, mua 50 bán nó 5 ngàn cũng được. Ủa nãy đi không ngủ anh Hải rồi đi chơi không? À, anh Hải ở nhà không xa. Mày nãy Bình đi công chuyện về ngang ghé tính ngủ còn phơi. Mà ra ghé mà thấy lu bu vậy tính đâu giấu chị nào trong nhà. Mới bật máy quay lên coi giấu ai. Ai về à. Chưa đâu, cái này 1 chục tại hết chứ này tính bỏ vô 30. Bị thoát ăn hột vịt, hột vịt không cũng khoái nhưng mà có cái mình kho chung với thịt á thì lại cái hột vịt nó cứng nó ngon, mà kho hột vịt như bây giờ mình kho sáng ăn đâu ngon lành gì đâu. Bác Bình có để ý Tết đó, mình ăn rồi qua Tết rồi mới ngon không? Đúng rồi, cái nồi hột vịt thịt kho hột vịt này thường thường là kho 3-4 ngày ăn mới ngon. Rồi xong rồi đâu phải giờ có người giờ nè mình biết nhưng mà có nhiều cái mình ăn không cần cầu kỳ, mình ăn mỗi ngày mà đâu phải là mình nấu đám gì đâu. Rồi cái hột vịt như nè mình cầm 4-5 cái tăm xịt vô để cho nó rút cái nước vô nó mình cũng biết, nhưng mà có cái nó làm nó cầu kỳ quá mà trước sau cũng vô bụng, mình làm mình ăn mà. Đúng rồi, Cường nói đúng rồi, cái này Cường làm Cường ăn là đúng rồi đó. Tại vì cái này chục hộp á, chục hộp này mình nó chưa kịp rút nó chừng rút đứt rồi ở đây không phải tới chục khác rồi. Không phải, ý là mình làm Cường làm Cường ăn rồi, rồi đâu có người thứ hai đâu ăn. Này cũng như là Cường làm cái nồi thịt này thì chắc ăn tới Tết luôn quá, có mình một làm nồi bùi chán luôn rồi các anh chị.
kho trên đây vậy không á, để mình nói sẵn có lửa mình làm cho nó vậy đó. Đậu như mà thịt này á thì mình không tôi theo tôi nghe các bạn là tôi kho vậy cho một chặt vậy, cái đầu trường mình canh mình bán nửa tiếng rồi tôi nhắc xuống, tôi chứ không phải mình kho một hơi một mà cho nó nhừ luôn á, không anh thầy một hơi nó đều luôn thì tôi không có kho vậy. Còn nửa tiếng 40-30 phút gì đó bắt đầu cái mình kho vậy, nhắc xuống rồi đẩy đó cho nó thoát hơi ra, nó nguội đồ đàng hoàng xong mình đẩy lại vậy nó mới ngon hả? Nó lẹ nhừ, giống như mình luộc thịt bò vậy đó. Quên mình luộc da bò cũng như vậy. Da bò mà mình luộc một cơ một mà chứ từ bắt lên rồi luộc tới nhừ luôn là họ biết da bò nó tan hết trơn. Nó không có nở. Nó thì mình bắt trước mình ra nhiều lửa, mình nói thường thường nó kho nhiều lửa rồi đó. Cường. Nhiều lửa chứ không phải kho thời gian dài. Cường quá gành luôn rồi các anh chị ơi. Bởi vì 20 mấy năm một mình mà. Chức năng. Chế cho nó miếng nước kìa. Giờ cũng hấp dẫn nha, Cường làm phải mùi cũng thơm quá trời luôn nha. Có nước mắm không mà nó bình. Tốt, không có nhiều nữa mà cầm muối nó cũng vậy thôi, muối cũng sạch. Đây chút tính nó sạch, rửa nó sạch. Rồi. Vậy video này bất bình xin kết thúc nha các bạn anh chị. Thì chờ Cường nấu nồi thịt chín để ăn cơm không biết chừng nào. Rồi vậy hẹn các anh chị ở video sau của Cường ha. Uống luôn à. Rồi vậy anh đi bắt nước uống nữa nè. Rồi thôi. Em xin chào tất cả anh chị ở video sau các bạn anh chị. Hẹn gặp lại ha.